Đây, cá lau kiếng mình mò mò cái clip trước nha cả nhà. Thì clip này mình sẽ hầm sả nó nghe cả nhà, nguyên lũ luôn cả nhà. Thì hai trái dừa Quý Phương đang đập tỏi nha cả nhà, dưa sả nè cả nhà, hai trái dừa. Đây, chút nữa mình sơ chế cho cả nhà xem ha. Đây, bây giờ nhúng lửa cả nhà, đây bếp nè, bây giờ chuẩn bị nhúng lửa nha. Máy cái nghe cái nha, thì để chị Cường nhóm lửa nha. Em chưa chọi nè. Nước cục bơ uống rồi. Lấy nước mắm đi. Đổ vô chén rồi. Lấy nước mắm bột ngọt rồi rồi luôn đi. Nói nhỉ. Lấy đồ xúc lại Quang ơi. Quang ơi. Lấy giá xúc lại. Đi chợ nó nóng rồi. Xúc trên chảo đi rồi bỗng nhiên khoan khoan xúc trên chảo để trên giữa trên ấy đi rồi bỗng này hết. Đây cái nhà, bây giờ mình xào tỏi trước nha cái nhà, cho nó thơm. Đây bằm xả bỏ vô nữa cái nhà. Vô. Bầm nát quá hết ngon rồi, cắt cái kia bỏ vô luôn. Đâu Quý Phương cầm đâu rồi, lấy làm cái gì nữa, nhanh đi. Thơm mùi thơm tỏi cái nha.
quên đó luôn. Nước mắm nêm nếm trước nha. Rồi lấy ra lại. Con đi lấy kem nước mắm. Lấy vô. Ngọt. Xả mình chơi cái này cái nha. Nó thơm dữ. Thơm chưa? Đây mình ra đằng sau vườn mình nha cái nha. Quay cho thấy rõ, chạy trong nhà quay không được cái nhà ơi. Trong nhà tối thui. Mà trời chuyển mưa không biết làm kịp hay không cái nhà. Nó thêm mùi tỏ nha. Bây giờ mình đổ đổ. À. Vừa xong chưa? Đổ nước mắm vô chưa? Chưa. Đổ nước mắm vô chưa? Cho miếng nước mắm cho anh thơm nha cái nhà. Hôm nay vô vườn chơi luôn cái nhà ơi. Cánh má cái nhà ơi. Tỏi rồi lên thấm đều luôn cái nhà thấy ngon quá. Wow. Vậy luôn à? Tỏi đây. Thôi, cho anh trái dừa vô trước như thế này. Dừa nhà mình nhỏ nhỏ lắm cả nhà. Còn là dừa gì? Chặt trái nó. Tăng chơi nha. Chặt trái giống. Chắc bà tăng nguyên lốc á cho giống dừa này đó cả nhà. Trứng đầy luôn cả nhà ơi, trứng đụng. Có gì nắp gì đẩy cái này á, cái chảo có cái nó nắp bự lắm luôn, đi lấy nắp nữa thôi. Hai trái nữa cả nhà, nước đầy đầy chảo luôn nha, có hai trái đó. Hai trái dừa mà nước cỡ này nè cả nhà, dừa nhà mình là trái to to không cả nhà. Và hai trái nè, hai trái dừa đó nha. Bằng ta 10 trái cái nha. Siêu to không lò, to không bể dừa siêu to không. Dừa trong vườn thì bao la. Thì cả nhà đợi mình trong giấy lá nha, chừng nào chín thì mình sẽ đem ra cho cả nhà xem ha, thịt coi thịt nó ngon như thế nào ha. Để nếm sôi mình bắt đầu mình nêm nếm cái nha. Bây giờ đường có muối có nè cả nhà. Để chừng nào nước sôi mới mình nêm nếm ha. Thì giờ mời cả nhà đợi mình trong giây lát nha cả nhà. Cá đó để trên đây mình ăn luôn. Đây nè. Đặt dưới. Dừa ai ăn cặn không? Dừa ăn muối không? Bỏ đi.
Có ớt không? Chưa ăn trộn. Ăn trộn. Giao rồi. Cái này người ta gọi là cây dừa. Nua lợi từ đằng bôn kìa. Lần đánh phim mà cho chết cái thứ hai trái hút nước dọn đi đâu tại chỗ luôn, tại chỗ luôn bạn ngoài dọn đồ vô ạ. Bạc luôn bạc. Tối nực. Đây cái nhà ơi. Thì chín rồi cái nhà. Chiều cường gấp da cái nha cái nhà. Trang trí cái nhà ha. Chút nữa chiều cường quay cho cái nhà xem nữa ha. Chào cái nhà. Chào cả nhà nha. Thành quả của hai anh em nè cái nhà. Còn nữa em cái nhà. Rất là nhiều nha cái nhà. Mời cái nhà luôn ha. Chiều cường với Quang Diệu mời cái nhà mình cùng ăn cá lô kiến hầm xả nha. Ok. Là chén muối ớt rất là ngon cả nhà. Đây, muối muối ớt chanh đó cả nhà. Mời cả nhà ha. Ngon chóc. Chén chi? Khỏi chén. Vô. Mời bạn ăn nha. Thử. Đúng. Đúng. Ớt. Từ từ lột ra lột lột lúc Phương ăn lấy thịt ra lột ra thịt ra và liếm liếm rồi cho nó chơi kiểu đó ai chơi nữa ngọt ngay luôn có nhà ơi lúc Phương ăn lúc Phương ăn đây cái nhà mình lột xong là thịt vậy như cái nhà nè cái nhà ha chấm muối ớt chanh nha cái nhà
chiều cường cũng mời cả nhà mình cùng ăn cá lư kiến hầm sải nha cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Thịt ngọt lắm cả nhà ơi. Cả nhà biết sao không? Mời cả nhà nghe. Cả nhà biết sao không? Để mình làm xong là da nó chốc hết đấy cả nhà. Quá ngon cả nhà. Lúc tôi ăn miếng ăn nó ăn mà nó mấy xương còn nhỏ không. Nè cả nhà, bít trứng nha. Không ăn rồi. Để vào nguyên liệu lột cho cả nhà xem nha. Lột gì để mấy cả nhà thấy đẹp nè cả nhà. Hơi nóng cả nhà. Đầu để đi. Nè cả nhà ơi. Khoan lột cho nó đẹp cái. Ăn thôi cái này cái dãy nó mắc ổ chết nha. Đi. Lột cho sạch. Nè cả nhà. Trứng nè. Nè. Nè cả nhà. Thấy không? Thấy trứng không? Hai trứng nè. Đây để quan liệu cho chiều cường một trứng nè. Cho chiều cường chấm 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 chấm. Chấm, chấm. Còn đây cho tôi nè nè, thấy không? Nè cả nhà. Nó cành nè. Nè cả nhà. Đây nè cả nhà ơi. Để quan liệu chấm nè, nè. Nước quan liệu lầm á nha. Thơm lắm cả nhà ơi. Chua cay ngọt ngay luôn. Nhờ thịt cá nó ngọt thôi. Đã lắm. Nhức nát luôn. Nhức nát. Nhức nát. Đây cả nhà. Lột xong vậy. Nè cả nhà. Mời cả nhà nữa nè. Đã. Để băng liệu đi lấy ăn nguyên con vậy nè, ngọt tới vỏ luôn. Không ăn trứng à? Đây cái nhà trứng rất to nè cái nhà. Chấm muối tiêu không? Vừa ăn. Ngon từng giỏ từng xương luôn đó. Ngọt. Cả nhà mình dán ăn tranh thủ trời mưa cả nhà. Trời mưa tới cả nhà. Ở ngoài đi mò mấy chút rồi cả nhà, ăn đại gia đình luôn cả nhà. Còn tem thuốc chăn nào bà đờ là đi học rồi cái nhà ơi, thành ra thôi thiếu mấy em nó đi gán đi mò nhưng mà mình có chừa cho nó rồi cái nhà ơi. Chiều cường chừa sẵn cho nó rồi. Còn nguyên một thao nữa cái nhà ơi. Ngắt thở. Nè, trứng con nè. Con ăn thịt không? Sao vậy? Đạo quá cái nhà ơi. Cái đậu ăn được luôn cái nha. Cái đậu ăn được. Đậu ăn béo hơn thịt nhất. Cày bay chạy. Chạy. Cái nhà xả cũng ăn được nha. Khỏi chấm luôn cả nhà. Lúc ngọt ngọt lắm cả nhà. Khỏi chấm. Khỏi chấm hả vừa ăn. Lúc chưa chưa vừa ăn. Chấm muối. Chấm muối cái rồi miệng. Lúc chưa chưa ăn. Bên cái miệng. Cho camen nó thèm chơi cả nhà.
ăn xương luôn. Xương nó gì cái nhà gọn thua à, không ăn trứng đâu. Chấm à. Đây mang đầu cho cái nhà xem ha. Để lên mặt con kìa kìa. Đầu nó béo ha. Béo không? Béo ngọt. Bùng bùng. Đưa tay lên. Đây. Làm cái xúc hình, làm hình cái xúc. Đùng. Đùng. Bùng. 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 Giờ mưa tới cái nhà ơi, mình vừa chỗ nha cái nhà. Thì hẹn cái nhà clip sau ha. Bye bye. Bye. Chúc cái nhà một ngày vui vẻ nha. Bye bye. 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 Bye bye.